Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ 6 ngày 1 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Công khai kiểm định chất lượng nước là giải pháp để người dân tin tưởng đăng ký lắp đặt sử dụng nước sinh hoạt nông thôn. Vi phạm hành lang công trình thủy lợi ở huyện Tiền Hải diễn ra nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có một biện pháp đủ mạnh để xử lý. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị. Năm 2017, tỉnh Thái Bình phát lệnh gọi nhập ngũ 2.784 thanh niên, trong đó chính thức giao 2.650 thanh niên cho các đơn vị đầu mối của Bộ Quốc phòng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục luật nghĩa vụ quân sự. Có 590 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Quá trình khám tuyển được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo trung thực khách quan, hạn chế được những thiếu sót trong khám tuyển. Các cơ quan ban ngành đoàn thể phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, nói chuyện truyền thống, thăm hỏi tặng quà cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Lễ giao nhận quân được tổ chức trọng thể, có ý nghĩa thiết thực, được Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao. Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến về kết quả công tác tuyển quân năm 2017, những khó khăn vướng mắc và những giải pháp thực hiện của các địa phương đơn vị đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Năm 2018, chỉ tiêu mà Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 giao cho tỉnh Thái Bình là 2.650 công dân. Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự kiến giao chỉ tiêu cho các huyện, thành phố. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch thời gian và các bước tuyển quân. Theo đó, thời gian kết thúc khám tuyển là ngày 31 tháng 12 năm 2017. Toàn tỉnh sẽ tổ chức giao quân một đợt, mỗi huyện, thành phố giao quân tại một điểm. Dự kiến lễ giao nhận quân trong khoảng từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 3 năm 2018. Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đạt kết quả cao, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương và các ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Coi công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ trọng tâm. Cấp ủy chính quyền các cấp phải có biện pháp cụ thể nắm và quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, phải thống nhất chặt chẽ nội dung quy trình tuyển quân và phải chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng của thanh niên nhập ngũ đến khi giao quân. Yêu cầu cơ quan quân sự các cấp mà rộng hơn là hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp phải quán triệt và thực hiện đầy đủ cái bổn phận của mình, vừa làm cái chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương nhưng mà vừa phải là cái lực lượng chủ công cho cái việc tổ chức thực hiện. Các cái địa phương đấy thì cần phải phát huy vai trò của các cái đơn vị trong binh chủng tư tưởng, trong các đoàn thể nhân dân để mà vừa là tuyên truyền trên các phương tiện bằng nhiều hình thức, miễn làm sao truyền tải được cái tinh thần, cái thông điệp này đến với các đối tượng, đến với gia đình các đối tượng, để các cái đối tượng và gia đình đối tượng là tự giác chấp hành. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu ngành y tế thực hiện nghiêm túc việc khám tuyển sức khỏe, lựa chọn cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao để quá trình khám sức khỏe đảm bảo khách quan, trung thực, đúng chất lượng. Các cơ quan tư pháp nắm sát đối tượng và nhóm đối tượng, có biện pháp khoanh vùng và xử lý thật nghiêm những đối tượng có biểu hiện chống trốn và cản trở việc thi hành luật nghĩa vụ quân sự. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã khen thưởng các đơn vị có thành tích trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Quyết liệt triển khai các biện pháp liên quan đến quản lý nợ động, thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh Thái Bình về công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh dự buổi làm việc.
Tính đến hết tháng 11 năm 2017, tổng thu nội địa tính cân đối thực hiện 5.454 tỷ đồng, đạt 90% dự toán, bằng 92% so với cùng kỳ. Để hoàn thành chỉ tiêu tổng thu trừ tiền sử dụng đất là 5.077 tỷ đồng, từ nay đến cuối năm phải thực hiện thu thêm 1.142 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị toàn ngành thuế phải rà soát triệt để các nguồn thu trên địa bàn, tập trung vào các công trình xây dựng cơ bản lớn để thu thuế. Đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh, các công trình có vốn ngoài ngân sách nhà nước, tập trung vào các bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, đôn đốc các doanh nghiệp nộp triệt để các khoản thuế mà kiểm toán nhà nước đã có kết luận. Cần đẩy nhanh công bố sớm các kết luận thanh tra kiểm tra của ngành thuế để triển khai thực hiện. Tổng rà soát nợ nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, rà soát nghĩa vụ trách nhiệm kê khai tài chính đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường thủy, đường bộ, đôn đốc các doanh nghiệp nợ thuế, nợ chậm nộp, nợ phát sinh khẩn trương thực hiện nghĩa vụ, tập trung thu vào các giao dịch đất đai để thực hiện thu ngân sách nhà nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tăng thu thêm 10% cho các chi cục, các phòng thuộc văn phòng cục trên cơ sở chỉ tiêu mà các đơn vị đã được Cục Thuế tỉnh giao thu trong tháng 12. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị từ nay đến hết tháng, toàn ngành thuế cần tập trung cao độ trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật công vụ, tập trung vào những nguồn có khả năng thu, kiên quyết với những khoản nợ khai thác khoáng sản và nợ thuế của doanh nghiệp, đồng thời làm tốt công tác động viên các doanh nghiệp khẩn trương thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Tiếp đó, vào chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tới dự hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2017 do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp thông tin tới các báo cáo viên một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế xã hội năm 2017, giải pháp nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng đáng khích lệ. Năm 2017, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, tổng sản phẩm GDP tăng 11% so với năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước tăng 17,7%, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chỉ đạo thường xuyên quyết liệt. Công tác quốc phòng an ninh được tăng cường, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư đối với tất cả các lĩnh vực. Đối với nông nghiệp, tập trung thực hiện 5 đột phá, đó là nhân rộng mô hình nông nghiệp giá trị cao, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thu hút công nghiệp phục vụ nông nghiệp, đặc biệt là chế biến, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh khai thác du lịch nông nghiệp, quan tâm đào tạo nhân lực làm lĩnh vực nông nghiệp. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục kiên trì đẩy mạnh tích tụ đất đai, sản xuất theo chuỗi, theo đơn đặt hàng. Trong công nghiệp, chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển khu vực ven biển. Về thương mại dịch vụ, khuyến khích phát triển dịch vụ không dùng ngân sách. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đội ngũ báo cáo viên nắm vững các chủ trương của tỉnh để định hướng thông tin cho cán bộ đảng viên, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phá hoại, gây mất ổn định chính trị, từ đó tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong đảng bộ và nhân dân, tạo cơ sở tiền đề vững chắc để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Trước đó, trong chương trình làm việc buổi sáng, hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh được nghe báo cáo viên Trung ương thông tin một số nội dung quan trọng về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tới dự có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo viên Trung ương tập trung thông tin về những điểm mới trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, qua đó giúp đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn theo hướng nhanh, bền vững. Tại hội nghị hôm nay, các báo cáo viên còn được nghe thông tin về kết quả hội nghị cấp cao APEC 2017 và chuyên đề về kết quả Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc cùng những định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.
phải làm tốt công tác bảo vệ môi trường khi tiến hành đầu tư vào các khu cụm công nghiệp. Đây là chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Cà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đầu tư xây dựng hạ tầng các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tại cuộc họp sáng nay, bàn về tiến độ đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 5 khu công nghiệp, 13 cụm công nghiệp có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng và 3 cụm công nghiệp có nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư kinh doanh hạ tầng. Các nhà đầu tư vào các khu cụm công nghiệp hiện gặp một số khó khăn vướng mắc khiến một số dự án đầu tư hạ tầng bị chậm tiến độ. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cần thay đổi tư duy nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng. Đồng chí yêu cầu Sở Công Thương chủ trì lấy ý kiến của doanh nghiệp đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hướng dẫn nhà đầu tư theo quy định. Ban quản lý các khu công nghiệp rà soát lại toàn bộ các khu công nghiệp để có điều chỉnh phù hợp. Các huyện phối kết hợp với nhà đầu tư thu hồi và hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của nhà nước. Đồng thời, huyện phải có phương án quỹ đất khác trả cho dân sau thu hồi. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, các khu cụm công nghiệp, các doanh nghiệp dứt khoát phải có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo thì mới cho đầu tư. Đồng chí cũng yêu cầu các sở ban ngành có liên quan hỗ trợ nhà đầu tư các hạ tầng khác như điện, nước, viễn thông, đấu nối giao thông. Thái Bình đặt ra mục tiêu đến hết năm 2017, 100% số xã có tỷ lệ đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn phải từ 65% trở lên. Và số liệu mới nhất, đến nay vẫn còn 93 xã tỷ lệ đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn đạt dưới 65%. Như vậy, vẫn còn tới một nửa số xã chưa đạt tỷ lệ yêu cầu đề ra. Có những xã tỷ lệ đấu nối rất thấp, dưới 30%, tập trung chủ yếu ở các huyện như Quỳnh Phụ, Hưng Hà và Đông Hưng. Những con số mà quý vị và các bạn vừa theo dõi cho thấy, để hoàn thành mục tiêu đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn như chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh thật không hề dễ. Thời gian không còn nhiều, vậy đâu là giải pháp để các doanh nghiệp và các địa phương đẩy nhanh tiến độ người dân đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn? Đây chính là vấn đề mà biên tập viên Mai Liên sẽ trình bày ngay sau đây. Xin mời chị Mai Liên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, công khai quy trình công nghệ, công khai quy trình quản lý chất lượng, công khai quy định về quản lý vận hành bảo dưỡng hệ thống cấp nước, công khai báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng nước của các cơ quan chức năng và công khai giá bán nước. Đây là 6 nội dung công khai mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện. Trong đó thì vấn đề công khai kiểm định chất lượng nước là giải pháp để người dân tin tưởng đăng ký lắp đặt sử dụng nước sinh hoạt nông thôn nhiều hơn. Là một trong những nhà máy nước đi vào hoạt động sớm, nhà máy nước An Lễ có công suất trên 10.500 mét khối trên một ngày đêm. Đến nay, tỷ lệ người dân lắp đặt, đấu nối sử dụng đạt trên 40%. Đặc biệt, thời gian này, người dân đăng ký sử dụng ngày một nhiều hơn. Nhiều lúc công nhân nhà máy phải huy động hết công suất để kịp phục vụ người dân trong vùng dự án. Kết quả này chính là một phần từ khi nhà máy thực hiện công khai 6 nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó có công khai kiểm định chất lượng nước. Chúng tôi đã làm thành khung và niêm yết tại các cái trung tâm của các xã và là các cái điểm dễ nhìn của các hộ trường của các xã. Chúng tôi cố gắng làm sao mà xây dựng cái chất lượng nước luôn luôn duy trì ở mức độ tiêu chuẩn. Thứ hai là cho người dân được trả góp. Toàn tỉnh hiện có 31 doanh nghiệp đầu tư 57 dự án công trình nước sinh hoạt nông thôn. Đến hết tháng 10 năm nay, đã có 100% các dự án hoàn thành lắp đặt đường ống đến trung tâm thôn, 53 dự án hoàn thành lắp đặt đường ống cấp 3 đến hộ gia đình. Hiện nay còn 4 dự án chưa hoàn thành lắp đặt đường ống cấp 3 đến hộ gia đình. Cùng với thực trạng một số địa phương tỷ lệ đấu nối sử dụng thấp, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, bàn giải pháp cụ thể để kiên quyết thực hiện mục tiêu đặt ra. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh tới công khai quản lý chất lượng nước. Công tác tại nhà máy nước Diêm Điền thì công ty đã đầu tư cải tạo, nâng cấp công nghệ, đảm bảo cung cấp nước theo đúng quy định của nhà nước và nâng cao chất lượng nước phục vụ cho nhân dân theo đúng tiêu chuẩn. Chúng tôi đã tổ chức đánh giá thường xuyên và cũng nhận thấy rằng là người dân cứ yên tâm mà sử dụng cái chất lượng nước vì đã có các cơ quan về kiểm soát chất lượng nước.
không chỉ là đề ra giải pháp hay mục tiêu một cách chung chung, mà kết quả đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn cuối năm của các địa phương sẽ là căn cứ để tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy thì mục tiêu tỷ lệ đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn của các địa phương phải là từ 65% trở lên có đạt được hay không, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ không chỉ của doanh nghiệp mà còn của cả hệ thống chính trị, mà đi đầu là đội ngũ cán bộ đảng viên, các hội đoàn thể từ thôn lên đến xã. Chỉ khi người dân được sử dụng nước sinh hoạt nông thôn thì chủ trương xã hội hóa nước sinh hoạt nông thôn và nguồn ngân sách mà tỉnh đã hỗ trợ đầu tư cho vấn đề này mới thực sự ý nghĩa và phát huy hiệu quả. Đến đây thì tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, tích cực nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo kỹ thuật có giá trị cao, phục vụ cho học tập, sản xuất và đời sống. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Khoa học, Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ 7, cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng lần thứ 3 diễn ra vào sáng nay. Hội thi và cuộc thi thu hút hơn 370 sáng kiến, giải pháp, công trình, đề tài, mô hình sản phẩm của các tập thể cá nhân, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia, chủ yếu thuộc các lĩnh vực y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin điện tử viễn thông, cơ khí tự động hóa, giao thông xây dựng, công nghệ mới, nông lâm ngư nghiệp, môi trường, an ninh quốc phòng. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 120 giải pháp, mô hình sản phẩm. Trong đó có 2 mô hình sản phẩm đoạt giải khuyến khích cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật Toàn quốc. Nhiều giải pháp thể hiện được tính mới, sáng tạo, dần tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đem lại hiệu quả kinh tế. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải, đồng thời yêu cầu các cấp, ban ngành đoàn thể tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện phong trào nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật, phát huy trí tuệ, tích cực nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo kỹ thuật có giá trị cao, phục vụ cho học tập, sản xuất và đời sống. Tổ chức triển khai thành công Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ 8. Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng lần thứ 4 năm 2018-2019. Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để kịp thời ứng phó giải quyết các vấn đề thông qua các tình huống giả định có thể xảy ra trong thực tế khi khai thác sử dụng máy tính và các hệ thống thông tin, sáng nay, Ban Chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ Thông tin tỉnh tổ chức diễn tập ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thái Bình năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, dự và chỉ đạo diễn tập. Phát biểu chỉ đạo diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mỗi thành viên tham gia diễn tập cần phát huy hết khả năng và thái độ tích cực để hoàn thành tình huống diễn tập một cách tốt nhất, bởi đây là cơ hội để thể hiện vai trò của từng thành viên trong đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thái Bình. Quá trình diễn tập cần tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tích lũy kiến thức. Kết thúc diễn tập, mỗi cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của tỉnh cần vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tiếp tục trau dồi, cập nhật kiến thức mới để phục vụ công tác chuyên môn. Nội dung diễn tập gồm ứng phó với sự cố tấn công hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh tại Trung tâm Tích hợp Dữ liệu, sự cố tấn công hệ mạng máy tính giả lập của một số cơ quan và ứng phó với sự cố tấn công tài khoản mạng xã hội Facebook. Qua diễn tập, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin để kịp thời ứng phó, giải quyết các vấn đề thông qua các tình huống giả định có thể xảy ra trong thực tế khi khai thác, sử dụng máy tính và các hệ thống thông tin. Đồng thời cung cấp huấn luyện cho cán bộ quản trị công nghệ thông tin của các cơ quan đơn vị sử dụng các công cụ kỹ thuật để xử lý sự cố, kiểm tra lỗ hổng bảo mật và bảo vệ an toàn thông tin trên môi trường mạng. Đồng thời nâng cao năng lực ứng cứu sự cố mạng. Thưa quý vị và các bạn, vi phạm hành lang công trình thủy lợi là một thực tế đã tồn tại từ nhiều năm nay trên địa bàn huyện Tiền Hải. Và đến nay thì vẫn chưa có một biện pháp đủ mạnh để xử lý các vi phạm. Khu vực sông Kiến Giang, gần cầu Cát Già, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải. Hành lang công trình thủy lợi bị lấn chiếm bởi các công trình xây dựng kiên cố để sản xuất, tập kết vật liệu xây dựng. Mặc dù đã nhiều lần bị nhắc nhở, lập biên bản yêu cầu tháo dỡ trả lại mặt bằng, nhưng các hộ dân vẫn không chấp hành. Ngược lại, khu vực lấn chiếm ngày càng được mở rộng và hình thức lấn chiếm có phần tinh vi hơn. Diện tích mặt sông có chỗ bị thu hẹp quá nửa. Chỗ này thì Sở Nghiệp Khai thác Công trình Thủy lợi Tiền Hải phối hợp chính quyền địa phương xã Tây Giang nhiều lần lập biên bản vi phạm nhưng mà gia đình cố tình chấp hành, không chấp hành và còn
cố tình nữa. Trên cái việc này thì còn tái diễn nữa thì đề nghị chính quyền các cấp, Ủy ban nhân huyện Tiền Hải, Sở Nông nghiệp Nông thôn, rồi Chi cục Thủy lợi phối hợp để giải quyết dứt điểm cái tụ điểm này. Trên địa bàn huyện Tiền Hải hiện có đến 233 điểm vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, tập trung nhiều trên tuyến sông Thổ Chính, Kiến Giang. Nhiều điểm ngang nhiên xây dựng trái phép các công trình kiên cố, gây bất bình trong nhân dân. Trước đây lấn rộng nhưng bây giờ lấn chiếm qua ra mất nhiều quá, đâm rồi ảnh hưởng ác tách rồi tất cả bèo rồi là rồi dòng chảy không có rồi là nó đùn tắc lại, rồi là ô nhiễm, rồi là nó nhiều cái nó bẩn thỉu quá. Mỗi khi mà bị ngập úng này khác thì cũng do dòng chảy mà không chảy được thì tất nhiên là nó phải úng phải nốt. Hiện nay Tiền Hải đang bước vào cao điểm của chiến dịch thủy lợi vụ đông xuân, chuẩn bị tưới tiêu cho vụ xuân 2018 cũng như chủ động ứng phó với mưa bão bất thường. Tuy vậy, việc xử lý các điểm vi phạm hành lang công trình thủy lợi vẫn chưa có một biện pháp đủ mạnh để xử lý dứt điểm tình trạng này. Chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.